Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cảm ơn Facebook đã gỡ bỏ hơn 670 tài khoản mà họ gọi là phản động, nói xấu lãnh đạo đảng, nhà nước. Nhưng nói thêm rằng đây là con số rất nhỏ so với yêu cầu mà Việt Nam đã gửi tới Facebook. Theo video trên YouTube của VTV, trong buổi tiếp ông Damien Yeo, đại diện Facebook tại khu vực, ngày 11 tháng Giêng tại Hà Nội, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhắc lại quan ngại rằng nội dung phản động chống phá đảng, nhà nước kích động bạo lực, gây chia rẽ, bôi nhọ chế độ là những vấn đề mà Việt Nam đặc biệt quan tâm. Việt Nam đã yêu cầu Facebook phải xóa bỏ hơn 5.000 tài khoản và ông Tuấn nói thêm rằng ông lấy làm tiếc khi có nhiều video nguy hại và bất hợp pháp đã bị Google và YouTube gỡ bỏ nhưng vẫn xuất hiện trên mạng xã hội Facebook. Bộ trưởng Tuấn cũng yêu cầu Facebook giúp ngăn chặn các tài khoản rao bán, quảng cáo, kinh doanh bất hợp pháp trên mạng xã hội này. Đại diện Facebook nói sẽ thiết lập một kênh riêng để giải quyết các đề nghị của Việt Nam. 70% dân số Việt Nam có internet, Facebook là mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam.